Em trai, tự nhiên chị tới đây làm gì? Ở đây phụ nữ không vào được. Chị không vô đây làm sao tìm được em? Lần trước em nói cho chị tới bệnh viện thăm em, em không nói không rằng xuất viện, lại không báo cho chị biết. Khỏe rồi thì xuất viện thôi. Phải không đó? Vết thương của em lành tới đâu rồi? À, còn nữa, gần đây em có bị ác mộng, có cảm thấy tự nhiên rất buồn, rất trầm cảm hay không? Tôi ăn được ngủ được không trầm cảm, chị yên tâm rồi chứ. Tôi có chuyện phải làm, chị đi trước đi. Em không cần đối xử với chị như vậy. Chị sẽ tiếp tục coi em là em trai và chăm sóc cho em. Nè, ở đây có phích canh, có thể giúp vết thương của em mau lành hơn, với lại ngủ ngon hơn. Kim gia, chú Bảy, bên này. Tôi đã sắp xếp hai nhân viên giỏi nhất của tiệm này cho hai người rồi. Một người là Mẫn Mẫn, một người là Đôi Sáu. Hả? Chút nữa họ sẽ hầu hạ hai người thật dễ chịu. Tôi sẽ uống hết canh này, chị đừng phiền tôi nữa. Ê, sao đẩy chị vô đây vậy? Có chuyện gì? Chuyện gì vậy? Không có gì, có khách đi ngang. Có phải chị muốn người ta tưởng đâu chị là nhân viên không? Nè, chỗ của chúng tôi không có khách nữ, chị không thể ủng hộ đâu, chị đừng phiền nữa. Chị biết tại sao em bực tức như vậy. Chị đã hỏi Judy, cổ nói cho em mất hết niềm tin trong cuộc sống. Nhưng chỉ cần em tiếp tục cảm nhận được tình yêu và hơi ấm, em sẽ từ từ khỏe lại thôi. Chị muốn sao mới chịu tha cho tôi? Uống canh trước đi. Sợ chị quá rồi. Sau đó cho chị thường xuyên gặp em, hứa ăn cơm với chị. Chị muốn sao cũng được. Quyết định vậy đi, nhớ ăn cơm đó. Rồi. Tôi đưa chị ra ngoài. Ủa, hai người đang tìm Kim Gia và chú Bảy sao? Kim Gia nói khi nào cần mới kêu tới tụi em. Hai người tới phòng giải lao đợi đi. Tới giờ tan sở. Tất cả mọi người, ai theo xe tôi không? Tôi. Nhưng trước khi qua biển cho tôi xuống có phải hùng ít một chút hay không? Đã kêu cô đi theo thì đâu có kêu cô trả tiền. Sẽ tới giờ anh là tốt nhất đó. Y như con nít vậy. Chờ. Nè, siêu sao Hàn Quốc. Cái gì? Có theo xe tôi không? Theo. Tôi có hẹn học hát với thầy Leo rồi. Các vị, năm nay tôi sẽ vô nghề, cho nên tôi dành thêm thời gian để rèn luyện kỹ thuật của tôi. Tôi còn chút việc phải làm. Không có phần cậu. Còn Gina? Không cần dành phần tôi. Tôi có hẹn bạn ăn cơm ở khu này. Ok. Củ Kiệu, qua đây coi giùm đi. Ở đây có 3 nhà hàng. Cô coi chỗ nào ấm nhất và có cảm giác tình yêu nhất. Được, để em coi. Nhà hàng có tình yêu nhất sao? Gina, hẹn với người yêu ăn cơm à? Hẹn với người thân thiết giống như em ruột. Chẳng phải anh có hẹn đi ăn buffet sao? Bye bye. Chỗ nào? Chỗ này. Vậy sao? Xanh xanh đỏ đỏ, làm như lạnh lẽo lắm vậy. Chỗ này đặt bàn trên app đó, giảm 20%. 10 người đầu tiên còn được tặng súp tôm hùm nữa. Hãy nghĩ tôi có thể rẻ cả $100, còn có chân súp nóng hổi để ăn. Có phải rất ấm, rất có tình yêu không? Phải, để tôi suy nghĩ. Được. Cảm ơn nha. Nè, có xe, đi thôi. Đi thôi, đi. Hey. Sao hả, tan sở hay sao? Dạ phải đó sếp. Sếp cũng đừng làm khuya quá, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi bỏ sót một điều, quên nói với mọi người. 5 phút sau, chúng ta vào hợp. Chúng ta có một vụ phải lập tức xử lý, ok? Yes. Ok tất cả mọi người. Thôi nào, có thể tỉnh táo một chút được không? Cuối tuần này may mắn có sức sống như vậy, cho nên mọi người nè, cố lên. Chỉ khi không nhìn thấy sếp mong nữa mới cảm thấy cuộc đời đầy sức sống thôi. Tôi chỉ biết là tôi nhất định bị vợ với con la rồi. Nè, làm sớm nghỉ sớm. Sếp muốn chúng tôi theo quyền án nào? Nè, được rồi, vụ án này là vụ giết người cách đây 1.5 năm. Nạn nhân là Hà Quốc Kiện, là một diễn viên quần chúng. Sau khi ông ta chết rồi, 3 ngày sau mới được người ta phát hiện. Điểm kỳ lạ nhất chính là địa điểm phát hiện thi thể và cách chết của ông ta. Mọi người có thể theo dõi hình ảnh. Ok, thấy không? Có lẽ đây không phải là hiện trường vụ án đầu tiên. Có lẽ sau khi hung thủ giết chết nạn nhân, di chuyển ông ta đến giữa tấm phối cảnh. Hơn nữa, ông ta không phải chết cháy, nhưng ông ta đã thể hiện tư thế nắm tay thường xuất hiện trong chết cháy. Em không hiểu, nhưng mà chị Na, chị chuyên nghiệp lắm. Tôi chỉ là coi phim tài liệu học hỏi được thôi. Làm ơn, đừng coi vài bộ phim thì coi như mình biết rõ lắm mới được. Đầu của nạn nhân đã bị da đập mạnh,
Đậu bị xuất huyết không kịp cấp cứu cho nên mới chết. Không phải là chết cháy gì hết, ok. Theo ấn tượng của tôi nhớ năm xưa có coi một tiết mục rất giống như vụ án này. Họ còn mô phỏng lại tình trạng khi phát hiện ra thi thể. Người phát hiện ra thi thể nói, khi nghe được âm thanh lạ, dở tấm phối cảnh lên. Chạm dây sao? Không phải, em nhớ lại hoa tử trong phim Toilet Ma đó. Nó mãi mãi nhân lúc mình không có đề phòng, đột nhiên xông ra hù dọa mình đó. Em la đến bên kia được cũng nghe được luôn. Tôi cũng có coi nè, bây giờ đang chiếu tập tiếp theo, anh biết không? Chuyện nào đi coi? Nè, thật ra bây giờ chúng ta bàn về vụ án hay là nói về coi phim? Nè, mọi người biết không, nếu như bộ phim có ích cho vụ án này, đi coi phim đi. Cậu Phạm, cậu đi mua vé đi, dành luôn phần của tôi, tất cả chúng ta cùng đi coi. Hay lắm đó. Nè, sau khi coi phim xong, chúng ta sẽ quay lại đây tiếp tục thảo luận vụ án. Tối nay chắc sẽ làm tới khuya đó, cho nên mọi người đừng hẹn bạn nữa, ok? Dana, cô nghe tôi nói gì phải không? Đừng hẹn bạn nữa, ok? Được rồi, đến đường. Yes sir. Còn nói, đừng tưởng coi vài tập phim thì tưởng đâu mình biết rõ. Mất cân bằng cảm xúc. Cẩn thận nha. Nói cho mọi người biết, đây là kiểm tra từ trường, nó có thể kiểm tra được có linh hồn trong phạm vi 1000 mét. Còn cái này là máy chụp hình linh hồn xuất hiện, tức là có thể chụp được ma. Nè, mọi người coi, có phản ứng kìa. Phải đó, đúng là lợi hại thiệt. Nè, cô nhìn thử bên kia đi. Cô có thấy cái gì không? Chị đừng có làm em sợ nha. Chị nhìn thấy cái gì vậy? Tôi không biết. Sếp mong làm như không có coi phim. Anh cứ nhìn về bên đó hoài. Đúng là không có gì hết. Có khi nào sếp mong nhìn thấy những thứ bình thường chúng ta không nhìn thấy không? Mắc tiểu quá. Tất cả cũng tại anh gây ra. Nếu không tại anh, tôi đâu cần bám theo Diana đó. Lại còn có những phim rác rưởi như vậy nữa. Cậu đã đồng ý tham gia nhiệm vụ nội gián của Hoa đi mà. Nè, bây giờ cậu đánh lạc hướng Diana là cách chi viện cấp thiết nhất. Cũng may lần này Kim Gia và chú Bảy chỉ bàn về miếng cẩm thạch thôi. Nè, tôi không cần biết, sếp tự giải quyết đi. Tóm lại đừng để chị Na tới phiền tôi nữa. Để tôi suy nghĩ. Chị Na, hẹn với người yêu ăn cơm hả? Hẹn với người thân thiết như em ruột. Chị Na lại đi tìm tôi nữa. Lão cũng. Tôi là chị nào có hẹn với qua đi, mau giải quyết cổ đi. Nè, có xe rồi, đi thôi. Đi thôi. Hey, sao hả, tăng sở hay sao? Dạ phải đó sếp. 5 phút sau, chúng ta vô hợp, chúng ta có một vụ phải lập tức xử lý ngay. Cảm ơn. Nà đó, để có cơ hội thì muốn hẹn qua đi. Cứ tiếp tục như vậy không được đâu, tôi phải chịu đựng mấy phim này sao? Đến lúc đó đừng nói là qua tử, còn có tin tử, tử tất cả đều bắt tôi không chịu. Không coi cũng đã coi rồi, từ từ tận hưởng bộ phim đó đi. Làm sao tận hưởng? Phim này là hoa tử đó đại ca à. Ơi trời, đúng rồi. Cậu sợ phim ma mà. Có sợ tới văng ra khỏi rạp hát luôn không vậy? Điên khùng, tôi sợ coi phim ma hồi nào chứ. Tôi chỉ chịu không nổi Dana đó thôi. Tôi nói cho anh biết, tôi là người chuyên nghiệp mà. Nè, cảnh phim lúc nãy có cặp mắt từ trong bồn chui ra. Tôi sợ nó run cả người luôn đó. Chẳng những vậy, còn cảnh nhân vật chính bị ma giật giò nữa. Xin lỗi. Làm ơn, cậu nhìn đường đi có được không? Trời ơi, tôi sợ run cả người lên luôn. Tôi kêu mọi người đi coi phim, không phải là bạn về bộ phim, mà là bạn về vụ án, ok? Sếp mong à, tại em không đủ khả năng. Lúc nãy em vừa coi vừa nghĩ, cảnh nào của phim có liên quan tới vụ án chứ? Sếp có thể chỉ dạy em không? Tôi cũng muốn biết. Được, tôi nói cho mọi người biết, tức là bây giờ mọi người giống cái gì? Giống chim non trong tổ chim vậy đó.
ai nấy há hốc mồm, đứng yên chờ đáp án sao? Ai cần câu trả lời? Dạ em, giống cái gì chứ? Động não một chút đi có được không? Dễ gác tay lên trán suy nghĩ cho kỹ, sau đó ngày mai quay về, báo cáo cho tôi nghe, ok? Chà, về nhà tức là tan sở rồi, tuyệt lắm, gọi vợ cái đã. Để tôi coi chuyến cuối cùng chạy chưa? Alo, em hả? Bây giờ anh về nè. Em trai, ăn chè nha. Ăn chè hả? Đúng rồi, gần đây có một tiệm chè, xin thầy nạn nhân thường xuyên tới đó, tất cả chúng ta cùng đi ăn chè. Luôn tiện trên đường đi ăn chè đó, họ có thể moi được tin tức gì hay không? Lên được. Công việc lâu dài từ từ làm, không nhất thiết phải làm hôm nay. Sếp à, lâu rồi tôi không được trò chuyện với con tôi đó. Sếp mong à, lần giao của tôi thật sự phải nghỉ ngơi rồi. Cả ngày hôm nay trạng thái của em không được tốt cho lắm, em cũng muốn điều tra lắm nhưng... Tôi hiểu rất rõ, mọi người muốn tan sở, nhưng mà hung thủ thì không bao giờ tan sở cả. Tóm lại một điều là chúng ta cùng nhau đi ăn chè, đây là mệnh lệnh của tôi. Lên đường. Yes sir. Bây giờ tính sao đây?